Tôi đoán cũng phải là con. À. Là tơi mà. Chờ. Không cái gì mà. Cứ đi không, cứ đi. Không nhà tôi là cứ đi mà con. Đây. Ơi, mở cửa đây. À. Đây. Đâu. Đây là thể bác. Cho nên là rất mê sách. À. À. Ngoài là nghe thiết thể thao phát là gọi là chứng khỏi lắm. Nhân hầu. Thiểu cơ. Nhân hầu thiểu cơ ngã lịnh. Đây là quê cha. Nga Linh Phong. Trịnh Đỗ, con chúa Trịnh Kiểm. Đúng rồi. Đấy. Nga Linh Phong thân Cao Nguyệt Đạt. Vâng, năm người con. Cao Nguyệt Đạt. Còn bên đây là mẹ. Bên đây là quê mẹ. Quê mẹ. Bên đây là Hào Hoa. Hào Hoa kế thế Nghĩa Hồng Trung Tú dẫn Nguyên Lưu. Vâng. Hào Hoa, có cụ đấy thì có Hào Hoa rồi. Hào Hoa mới là Hào Hoa. Vào YouTube là hay xem của thầy. À, dạ vâng. Ông là con đến là Nga vừa mới bắn đoàn tàu Mỹ viện trợ 80 cái xe tăng đến chuyển đến Ukraine. Rồi bắn tên lửa. Đúng rồi. Nếu vậy chưa có đâu. Chưa. Nếu thầy thấy không đánh đâu. Không. Mỹ nó khôn lắm. Thằng Mỹ nó không dính. Đúng rồi. Nó khôn lắm. Thằng Pháp không ăn với thằng Anh không ăn. Đúng rồi. Đúng rồi, chỉ bán vũ khí thôi. Rồi. Đúng rồi. À đây là thầy Hiệp. Đấy coi như là. Em mới nói là vẫn lên mạng thì là xem clip thầy Hiệp quay. Đây là viện sĩ giáo sư và rất thân từ Trần Văn Cẩn vẽ à. Tôi thời sinh viên à. Đấy, tức là vẽ là năm 6 mấy đấy à. 62 đẹp nhỉ, 63 rồi đấy, 63 mấy đứa khá được lắm. Vâng, Trần Văn Cẩn được phát sinh vẽ là tôi là trưởng phẫu thuật, sau đó là nghiên cứu sinh ở Đức. Đây là tranh vẽ ở Đức. Đấy. Thế bà này là học trò mà coi như là đấy, bây giờ là thích những người về hưu thích học vẽ. Cho đợt trước là cụ chưa cho lên phòng đấy. Mà xin thưa với thầy là này, cái nhà này là tôi thiết kế. Anh cho 83 tuổi mà như vậy thì có gì hào hoa, quá hào hoa. Vâng, thưa với thầy là di tích cái hồ này ngang hồ Hoàn Kiếm. Bởi vì tiêu chuẩn là vì hồ này bay rơi, nó nhẹ dòng. Chưa, tại sao nó ngang ở vì nó luôn luôn bỏ thuốc. Rồi có người đi thuyền chăm sóc hàng ngày để vớt rác. Không có tí muỗi nào, cái thứ nọ kia. Đấy. Cái hồ quan trọng không nhỉ? Cái hồ này hồ gì đây? Cái tên hồ chính của nó là hồ Hữu Tiệp. À. Là Hữu Tiệp. À. Ngoài Tiệp. Kia bên kia mà ngoài kia mới là Ngọc Hà. Thế nhưng mà bây giờ đây nó là phường Ngọc Hà. Dao kiếm chém thế nào đánh có thương. Như lịch sử. Đấy. Lúc bây giờ mình quyết cho lên á. Rồi. Alo. Chè ông Trọng tiếp tập cả mình. Và chủ chè là Cao Sơn, cái cậu bầy đấy, chuẩn bị 6 tháng đấy, coi như hôm người ta lên mới hôm rồi lên thăm thì coi như là gọi là gậu điếu. Hôm nay mình uống cái chè này cái. Chè thơm à. Cái gì thơm thơm? Chè, dài này. Chè thơm. Đây thiên triều mà thầy tưởng là bình thường đâu mà cứ có cả thế giới này có cái ông thiên triều để uống chè đó, thiên không có ông nào chỉ uống chè. Đúng rồi, không phải là ai cũng chè đó. Có cái bài giới thiệu cái chè mà hôm qua ông Trọng tiếp uống xong rồi các hai thầy thích thì tôi sẽ uống ý. Được tấp lây à. Hôm nay là giờ bên kia là dục nói là cụ qua khai mạc tí đó. Mà cụ có biết ai tặng phơi không? Viện trưởng Viện Hàn Ôm. À, Đinh Công. Trịnh Mai. Trịnh Mai. Trịnh Mai. À, từ hồi từ thổ ông Mạnh kia. Phải không, màu thổ ông Mạnh cơ. À. À, chứ có mấy ông về sau là tôi cũng chữa cũng bạn bè cả. Đây. À đây sách của tôi.
Bảo bồi đã lôi đây, hôm nào rồi thì ông sẽ đến đây ông chụp. Thì chụp luôn nhé, có thì chụp luôn nhé. Nhiều tư liệu quý lắm bố ạ. À. Chụp phải đưa ra photocopy luôn. À. Vâng, ông này ông thiện đệ. Trà của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại Tổng Bí thư Tập Cận Bình. Người gọi là trà sĩ là Cao Sơn, cái trà con của Cao Sơn. Cao Sơn nổi tiếng ở Yên Bái. À những cái cầu cái cầu Cao Sơn nó có cái tràm trà Cao Sơn ở đây phải không? Đúng rồi. À cầu đó tôi biết, chẳng nó đại trà tôi lần rồi. Mà gọi là được giải thưởng ở thế ở Pháp đấy. À không không, cái cầu Cao Sơn này là tôi có. Đấy, Cao Sơn. Nhưng mà cái cầu Cao Sơn nó có cái tiệm trà ở đây, nó có mời tôi đến uống lần rồi. Đúng rồi đấy, đấy. À đây đây nè. À, nhưng mà nó cũng đại trà này. Cô tí thôi vậy thôi được rồi. Thôi một rồi cô biểu cụ thả thôi được. Thôi coi như là lọc cụ thác để chia cho cụ. Nó là tình cảm đó chứ. Ôi thầy Phúc có nhiều chẳng ngon lắm. Các tôi thường xuyên đến đây là được được uống các loại chè. Bố thí mà. Bồ Tát đạo. Đầu tiên không phải trì giới, không phải niệm Phật đâu. Đầu tiên là cho nhau ấy.